Hello mọi người. Hôm nay mình và anh Đạt sẽ set up một bối cảnh cho Dương tỏ tình với Nhiên. À Dương với Nhiên nhỉ? Nam à? Thế tỏ tình Nam với Nhiên, sau đó Dương đến cướp Nhiên. Hôm nay là một buổi rất là drama. Và hôm nay mình sẽ cho anh em biết là bọn mình set up một bối cảnh tỏ tình như thế nào nhá. Toàn bộ khung cảnh quảng trường Tích Sơn, Hưng Yên. Dĩa đốt ra các tự ngóc hết mày. Rồi, ra xong một giải hoa rồi mọi người nhìn nó ra hình trái tim không? Mình thấy nó chưa hình trái tim lắm ấy. Chưa dành trái tim lắm nhỉ. Rồi, mọi người chờ tí nữa anh em diễn viên ra mình sẽ quay tiếp đoạn sau cho mọi người xem nhé. Đây là khâu chuẩn bị đã xong. Rồi bắt đầu đến khâu châm nến. Anh quay vlog. Ok. Quay em nào. Nên nếm vào thấy hình trái tim rồi đấy. Thấy cả hình trái tim à? Nào. Nào, 2, 3. Ok. Không nhanh tí nữa nó lởi gió mùa đông bắc về thì có cảnh này không có Dương à? Ồ, mới thấy rồi á? Thế là cút rồi à? Vãi trưởng. Mấy giờ rồi Nam? Đồng hồ đeo tay chịu đéo gì? À, đồng hồ hết pin à? Gió này khó cho mấy phép tí nữa lại tắt hết rồi. Những cảnh cuối cùng của ngày. Châm nến lên ra hình trái tim phết đấy. Nhanh nhanh giờ nó lại đang chờ. Hãy với đồ kia ra đi rồi ơi, còn châm cố cái gì nữa. Chị thấy đẹp đôi không? Đứng. Đứng.
Bây giờ đằng sau rất đẹp. Nhiên thấy hạnh phúc không Nhiên? Em hạnh phúc nhưng người bên cạnh của em là người khác được không ạ? Do chừng nào? Đức ơi cầm một đèn cho anh ấy. Dọi hai bên vào. Nhanh không lấy này là hết đấy. Con ơi cho chú nhờ tí nào. Mọi người ơi, 3, 2, 1, bắt đầu. Tạ luôn. 3, 2, 1, nhanh 3, 2, 1, bắt đầu. Các khán giả nhí đang hơi bị kích động. Mở mắt ra không đi mất rồi em. Con đang quay nhá, ôi thần bất ngờ. Chụp ảnh à? Ok. Chụp máy xong thì anh bắn sang em nhá. Đang hơi cọc. Ngày hôm nay quay 400 file. Mai dựng chỉ khổ mình thôi mọi người. Lùi. Lam này. Lùi lại nữa để cho Lam quỳ xuống. Lam ơi. Nó đang nhìn xung quanh nhá. Lam dùng một hành động. Hôm nay chắc hẳn anh em ai cũng rất là mệt mọi người, mà vẫn đang phải cố gắng cật lực cho xong những cảnh quay cuối cùng trong ngày. Phim này ngày mai sẽ lên mọi người nhé. Ngày mai là ngày 26 à đâu? Ừ, hôm nay 25, ngày mai là ngày 26. 26 sẽ ra phim này mọi người ạ. Tối mai, ngày mai mình sẽ cố gắng hoàn thiện tập phim này để tối mai lên, và tối mai mình sẽ ra vlog này luôn. Lùi xa đèn.
3, 2, 1, bắt đầu. Em đồng ý lên anh nhé. Nhân đang cười nên câm cười luôn nhé. Đúc cuối cùng. Chứ hôm nay mình phải bỏ mấy cái đặc tả tay của Nam bởi vì xăm nhiều quá. Đức né Đức. Lại đi, ôm lại đi. Tao nhiên lại tặng Đức à? Nhiên lại tỏ tình với Đức à? Thấy mệt không? Rồi.